Hello, xin chào toàn thể các bác trên kênh nha. Sáng ngày hôm nay thì em lại lên sóng để phục vụ cho mọi người một series gọi là xe Trung Quốc. Đấy. Em đầu tiên em sẽ lên sóng để cho mọi người cùng được xem, đấy là con xe MGZS sản xuất năm 2020. Cái con này là phiên bản nhập Trung này. Đây là bản gọi là bản Comfort à, tức là bản ở giữa. Bản ở giữa các bạn, chứ là không phải là bản STD đâu. Thế còn cái chiếc xe bên kia, chiếc xe bên kia là chiếc xe Trung Quốc mang một bầu trời công nghệ, Zoti Z8 sản xuất năm 2018, ngoại thất màu đen. Con kia odo loanh quanh khoảng 6 vạn km rồi. Em đỏ này của nhà em, chỉ duy nhất lăn bánh có hình như là 1 vạn rưỡi. Không phải là hình như mà chắc chắn khẳng định luôn là 1 vạn rưỡi km. Đấy, ngoại thất này là ngoại thất màu đỏ pha lê. Sau đây thì em sẽ mời các bác cùng với em đi kiểm tra xe, xem xe và kiểm tra xe. Hôm nay thì sẽ ra một series gọi là một series xe Trung Quốc. Thi thoảng lên những cái video, lên những clip của xe Trung Quốc để cho mọi người khỏi quên là nhà em ngoài những chiếc xe bán tải phổ thông và những chiếc xe bán tải thịnh hành thì còn làm gọi là kèm thêm những chiếc xe Trung Quốc siêu lướt đời cao. Ví dụ chẳng hạn như những cái hãng xe này, Baixi này, hay MG này, hay là Zoti này, Beijing. Đấy, ai bán thì em vẫn cứ là mua hết. Con này là con xe MGZS, phiên bản này là phiên bản ở giữa, tức là bản Trung, bản Comfort sản xuất năm 2020. Cái chiếc xe này là không phải cái phiên bản nhập Thái mà con này là nhập khẩu China. Đấy. Con này là ở những cái lô xe đầu tiên về Việt Nam của cái dòng xe MG này. Cái ưu điểm của dòng xe MG này, qua một thời gian gọi là em trải nghiệm này thì em cảm thấy thứ nhất là về cái vận hành của nó khá là lành, và thứ hai là bền. Con này là bền bỉ đấy chứ không phải không đâu. Những cái chiếc xe em tiếp xúc, có những cái chiếc xe nó lên khoảng 4-5 vạn km rồi, nhưng mà hoàn toàn nó không có bất kỳ một cái sự thay đổi nào ở trên cái chiếc xe. Tức là ví dụ chẳng hạn như là các cái chi tiết nội thất này, hao mòn là không thấy này. Máy thì vẫn như y nguyên như cái thời mà vừa mới từ hãng đi ra. Ngoại thất thì vẫn đẹp long lanh. Đấy. Cái con này thì cái kiểu dáng của nó hao hao giống như những chiếc xe CX-5. Đây các bác này, giống như CX-5 của Mazda. Mà cái màu sơn này, cái màu ngoại thất này thì cũng giống như những chiếc xe CX-5 màu đỏ ấy. Cái này thì gọi là đỏ pha lê, nhìn rất là đẹp. Cái hãng xe MG này nó có mang hai cái mã màu đỏ, phải nói là đẹp nhất của tất cả các loại đỏ luôn, là đỏ cherry và đỏ pha lê. Đỏ cherry là ở trên cái mẫu xe HS, còn đỏ pha lê này là trên mẫu xe ZS. Đấy, màu đỏ này nó sẽ thay đổi theo cường độ chiếu sáng. Đối với một chiếc xe 5 chỗ như thế này thì cái không gian diện tích sử dụng thật là tuyệt vời. Nói chung là nó rộng rồi. Con này nó sẽ cùng phân khúc với lại những chiếc xe Eco Sport này, Hyundai Kona này, hay là Kia Seltos. Đấy. Nhưng về giá thành nó mềm hơn rất là nhiều. Nhưng mà về vận hành thì khẳng định luôn với các bác thì chưa chắc đã thua kém mấy cái chiếc xe kia đâu, mà còn có nhiều điểm vượt trội hơn. Đấy. Các cái chi tiết hoàn thiện ở bên trong nội thất của cái chiếc xe này nó không mang lại một cái gì đấy, một cái cách nhìn hay là một cái gì đấy mà nó gọi là rẻ tiền. Nói chung là các cái vật liệu mà nó kết hợp để gọi là tạo nên cái nội thất của cái chiếc xe này thì nó vừa nhựa vừa da, nhìn nó khá là bắt mắt. Ở cái vị trí kia là bị bẩn đấy các bạn. Đấy. Xe em chưa rửa. Con này đi vạn 6 này, 4 lốp theo xe cả dàn. Lốp còn rất là dày, rãnh còn rất là sâu. Thi thoảng lên sóng những cái clip xe Trung Quốc này để cho khán giả khỏi quên là salon Tô Tùng Bách còn kinh doanh những cái loại như thế này. Riêng cái dòng MG này thì nhà em làm được khoảng mấy tháng nay rồi. Ưu điểm của cái dòng xe này rất là nhiều. Em nghĩ cái dòng xe này nó sẽ đi vào rất là tốt ở trên thị trường. Cái này là lốp này là date, đây đây, tuần 18/2020 các bác nhìn rõ nhé. Cái thương hiệu lốp này như là lốp Trung Quốc hay sao ấy, em không biết, những cái thương hiệu khá là lạ, rãnh còn rất là sâu. Maxxit à? Maxxit này của nước nào ấy? Cái cụm đèn pha phía trước thì phải nói khẳng định luôn. Đây này, từ mặt ca lăng cho đến đèn pha, nói chung cái phía phần đầu xe này thì nó giống hao hao như những chiếc xe CX-5. Cái đèn giải đèn LED định vị ban ngày này giống y chang Mazda 6 với lại CX-5 nhờ. Nhìn từ xa rất là giống như một cái sản phẩm con lai giữa MG và Mazda. Không biết là hai ông bà này có yêu nhau không, đẻ ra cái xe này không. Nhưng mà nó mang đôi mắt nó mang đôi mắt và cái kiểu dáng thiết kế ca lăng cái giống như những chiếc xe Mazda. Bây giờ thì nhìn nó giống con CX-5
Đúng rồi. Nói chung là những cái gì đẹp thì người ta thường thường học hỏi nhau chứ không phải là ăn cắp hay là copy. Đấy. Thì đã đẹp rồi thì làm sao mà phải thiết kế để cho nó lệch lạc đi nữa. Ví dụ như là công nhận cái đấy nó là đẹp rồi, bây giờ mình lại làm khác nó đi thì nó lại trở thành xấu. Đây. Lốp dày kinh, nghe coi nhé. Vừa xong có điện thoại các bạn. Con này thì lá răng to, lá răng của em này là R bao nhiêu đây nhỉ? Em này đẹp hơn S, à đây R17. Em này đẹp hơn cái bản STD bởi vì lá răng của em này là to hơn. Sơn xì rất là bóng đẹp. Nói chung là em này mới không tì vết. Về công nghệ hay là độ hiện đại của cái chiếc xe này thì em nói thật với các bác nó cũng đủ dùng thôi. Nó quan tâm và chú trọng nhiều đến độ bền này, độ tiết kiệm xăng này, vận hành này và ổn định của xe. Chạy đầm chắc này, cách âm rất là tốt. Và khẳng định luôn với các bác, con xe này, cái dòng xe MG này, khi chúng ta di chuyển qua những cái chỗ đường khó hay là đi những cái chỗ kiểu dạng như là nó gọi là đường sóc, thì ở các cái chi tiết ở bên trong xe nó thiết kế rất là liền lạc này, thân vỏ rất là chắc chắn, nó không để lại những cái tiếng gọi là lịch cài lịch kịch hay là những cái tiếng lẫy nhựa nó cựa, nên xe nó rất là chắc chắn. Bản này mới nó loanh quanh khoảng 630 triệu. Thì bây giờ salon Tô Tùng Bách bán cũng loanh quanh rẻ hơn mới khoảng hơn trăm triệu. Đấy. Cái này ở trên cái bản STD thì nó là nhựa giả da, nhưng mà bản com tức là bản ở giữa này thì nó là da luôn rồi đấy này. Đây, tay kéo cửa và các cái chi tiết ở trên cánh cửa này mới và đẹp. Đây các bác nhìn xem, rất là mới và rất là đẹp. Cái này là da theo xe này. Cái này là da theo xe này. Con này thì hơn bản STD ở cái hệ thống an toàn nữa, tức là ở ghế của con này là có túi khí rồi, airbus này. Đây các bác này. Bản STD chỉ có 2 túi khí thôi, một lái và một phụ, thì bạn này là có 4 túi, tức là hai bên ghế thêm 2 túi nữa. Sau đây thì em sẽ vào quay cho các bác các cái chi tiết nội thất ở bên trong xe. Nỉ trần thì sạch tinh, trắng, sạch sẽ. Nói chung là con này không khác gì xe mới. Em nói thế thì các bác đủ hiểu rồi. Vô lăng của em này thì nó như thế nào? Cruise control thì nó nằm ở mặt sau này, giống như chiếc xe châu Âu, xe Đức này. Bởi vì cái thương hiệu MG này cũng là một cái thương hiệu đến từ Anh các bạn. Trung Quốc người ta chỉ mua lại cái thương hiệu này để phát triển tiếp thôi. Cái logo MG này em phải khẳng định luôn là nó rất là đẹp. Vô lăng của em này thì bọc da rồi, tích hợp vô lăng là có đầy đủ. Ở trên phiên bản nhập Thái thì nó còn cái lẫy số vô lăng, nhưng ở phiên bản này thì lại không có. Nhưng cái điều đó không quan trọng, bởi vì những cái chức năng đấy em nói thật với các bác xem có nhưng mà không bao giờ em sử dụng tới. Cái kiểu cách thiết kế vô lăng này vát ở khuyết ở cái phần dưới này, nó mang lại một cảm giác rất là thể thao, và thứ hai là nó rất là đẹp mắt. Nói chung là vần vò hay là cầm lái cái chiếc xe này nó cũng khá là phấn khích. Động cơ của em này là 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu vừa phải, loanh quanh khoảng 7 lít, trên 7 lít một chút là các bác có thể vận hành được cái chiếc xe này rồi. Đấy là gọi là đường hỗn hợp đấy các bác. Ở đây, ở cái phía tablo trước mặt người lái này, cái mặt tablo mà phía trước mặt người lái các bác nhìn xem này. Rất là đẹp, thiết kế rất là tinh tế. Em này thì chỉnh pha cao thấp thông qua cái nút chỉnh này. Cái cửa gió ra của cái điều hòa ở phía trước mặt người lái này, nhìn nó khá là sành điệu này. Nó cũng nhăng nhác như trên những cái mẫu xe Mazda. Và kể cả cái tablo này nữa các bác nhìn đây này. Này khá là đẹp luôn. Cái này là nhựa mềm giả da này, cũng giả luôn những cái đường chỉ may thẳng và đều tăm tắp. Đấy. Nói chung là con xe này đẹp. Cái chiếc xe này thì khi mà đi theo xe thì nó có một cái màn hình bé bé khoảng 7 inch. Nó nhỏ như này thôi, 7, không biết là 7, 8 inch. Nhưng bây giờ chủ cũ người ta đã lên một cái màn Android rất là lớn này. Nhìn nó rất là liền lạc, nó rất là đẹp. Nó giống trên những cái phiên bản nhập Thái. Đây, màn hình rất là to và rõ ràng. Chìa khóa thông minh thì đủ 2 chìa. Và đây là cái nút Start, Stop của xe. Con này thì hộp số tự động là 4 cấp, động cơ là 1.5. Chiếc xe này gầm cao này, diện tích sử dụng, không gian ở bên trong xe thì rộng rãi. Nói chung là loanh quanh bây giờ xe cũ chưa đến 500 triệu đồng thì đây cũng là một sự lựa chọn vô cùng là đáng giá. Mà em tìm hiểu thì vào cái thời điểm cuối năm này thì những cái chiếc xe nhập Thái hoặc là những chiếc xe ZS này nhập chung thì hết từ lâu rồi. Còn những chiếc xe ZS nhập Thái cũng đang cháy hàng và đang tăng giá. Phải khẳng định luôn là thị trường đang đón nhận rất tốt về cái mẫu xe này.
Đây, quay nhanh, quay lướt qua, còn đi quay em Zoti Z8 không thì lại mất nhiều thời gian của các bác quá. Nội thất của em này và ngoại thất này đẹp xuất sắc. Đúc kết lại một câu, xe của salon Tô Tùng Bách bán ra thì luôn có bảo hành và cam kết cho các bác là xe không đâm va, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất. Con xe này keo chỉ zin, kính zin, động cơ zin. Mở cho anh mình. Sau đây em sẽ quay qua cái khoang động cơ. Động cơ của em này là 1.5 lên nhiên liệu xăng. Mức tiêu hao trung bình nó khoảng 7 lít. Đấy, không tốn xăng đâu các bác nhá. Đây, động cơ zin và nguyên bản 100%. Trên những cái mẫu xe siêu lướt này, nếu mà can thiệp vào động cơ làm gì còn chế độ bảo hành nữa. Cái chiếc xe này nó được bảo hành 5 năm không giới hạn km. Thì các bác phải biết là cái động, tức là về cái động cơ và khung gầm này nó bền đến mức như nào mà người ta mới bảo hành kinh khủng khiếp đến như thế. Hoặc là một cái thương hiệu mới muốn đi vào thị trường để tạo dựng niềm tin cho quý khách hàng, hay là cho người ta gọi là tự tin để mua hay là tìm hiểu, thì bao giờ người ta cũng phải để một cái chế độ bảo hành sau bán nó rất là dài để khẳng định cái độ bền của cái sản phẩm của họ. Con này bảo hành 5 năm không giới hạn km. Đây, các bác xem này, tất cả những cái chi tiết này nó còn nguyên bản 100%, đẹp không tì vết, không ẩm dầu, không hấp hơi, ốc nguyên bản từng chi tiết một. Những cái chiếc xe mới và siêu lướt như này, nếu mà nó có can thiệp vào động cơ hộp số này, hay là nó bị đâm đụng hay ngập nước, thì bên nhà em chắc chắn sẽ không bao giờ mua. Cái chiếc xe này nó còn bảo hành ở tại hãng, nó còn khoảng 4 năm bảo hành nữa cơ, mà không giới hạn km. Các bác có thể đi lên tới 100 vạn thì người ta vẫn cứ bảo hành cho các bác bình thường nếu có lỗi do nhà sản xuất. Vừa rồi thì em đã lướt qua cái chiếc xe ZS này. Con này thì nhà em đang chào bán là 485 triệu đồng. Đấy, sản xuất năm 2020, cái bản trung, bản ở giữa gọi là bản Comfort. Sau đây thì em sẽ đi đến cho các bác. Sau đây thì em sẽ đi tới và giới thiệu cho các bác một cái chiếc xe. Con này thì nó được mệnh danh là bầu trời công nghệ của Trung Quốc rồi. Chiếc xe Zoti Z8 nhập khẩu. Chiếc xe Zoti Z8 này nhập khẩu Trung Quốc, sản xuất năm 2018. Ngoại thất màu đen. Một cái chiếc xe cũng vô cùng là đẹp và bắt mắt. Về kiểu dáng của em này thì cũng không phải bàn, nó rất là đẹp. Bảo chờ anh một chút, xong anh gọi điện lại nhé. Bảo anh đang quay. Đây, rất là đẹp này. Một chút nữa xong anh gọi lại luôn. Về nội ngoại thất của xe thì phải khẳng định luôn với các bác là mới. Tất cả những vết xước sát ở trên thân vỏ là không còn nữa rồi. Bởi vì em xe này thì nó cũng đã được qua spa này, qua dọn dẹp này, rất là đẹp. Ngoại thất đẹp xuất sắc. Con này thì loanh quanh khoảng 6 vạn km. Bây giờ gia đình nhà em đang chào bán khoảng trên 400 triệu đồng. Giá em này thì thấp hơn em xe đỏ kia. Các bác mà muốn trải nghiệm những cái chiếc xe Trung Quốc đời cao và ngập tràn công nghệ thì cứ chốt cọc những cái em xe như thế này. Động cơ của em này là động cơ 2.0 Mitsubishi. Con này là model 2018 thì nó sẽ có cái mẫu la răng là 5 chấu kép. Con này là không biết là R18 thì phải các bác, nhưng cái mẫu la răng này rất là to, nhìn rất là khỏe khoắn. Cái trọng lượng bản thân của em này, nó con này này thì nó rất là đầm, rất là nặng. Thế nên là khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì sẽ thấy cái em này nó rất là bám đường, nó rất là lì. Đấy. Về các cái chi tiết ngoại thất của xe thì cái chiếc xe này người ta giữ gìn nên nó rất là đẹp. Nếu mà chúng ta còn lo sợ, hay là nếu mà chúng ta còn nghi ngờ, thì các bác cứ đến tận nơi này, các bác xem tất cả những cái chi tiết ngoại thất của xe hay nội thất của xe, thì các bác sẽ cảm thấy là cái chiếc xe này sau 3 năm sử dụng thì cái độ xuống cấp của nó gần như là chưa có, chưa thể nhìn nhận hay đánh giá được là cái chiếc xe này nó đã bị gọi là, tức là nó đã bị xấu đi ở cái điểm gì, hay là nó kém đi ở một cái vị trí nào. Đấy, ở bên ngoài ngoại thất của xe thì sơn phi là bóng đẹp này, không có chảy xước. Nói chung là đẹp, và kiểu dáng của nó thì em cũng vừa quay qua cho các bác xem rồi. Còn đây là cái tình trạng gọi là lốp theo xe của cái chiếc xe này. Đèn đóm thì đẹp nhá các bác nhá. Đèn trước, đèn sau không có hấp hơi, không vào nước, không có xước sát hay xước mẻ gì cả. Cái lốp này là lốp theo xe này, độ mòn thể hiện rất là rõ ràng. Một cái chiếc xe đi 6 vạn km thì lốp theo xe nó cũng không còn có thể được đẹp như những chiếc xe gọi là chạy ít. Đây các bác nhìn đây này, dùng thêm một thời gian nữa thì các bác sẽ thay lốp. Đây là lốp theo xe, lốp theo xe nhãn hiệu là Linh Long này, xe tàu lắp lốp tàu.
Còn ở đằng trước thì nó đã được thay một cái cặp lốp. À, quả bên này là Bridgestone, date là tuần 50 năm 2020. Đây em quay rất là rõ ràng. Đây, rãnh còn rất là sâu. Cái quả lốp đằng trước này về các bác còn phải sử dụng được thêm một thời gian nữa, tức là rất là dài, rất là dài nữa. Cái cặp lốp sau nếu mà các bác có điều kiện thì thay lên luôn một cái đôi lốp Michelin. Em thì thích Michelin hơn, bởi vì Michelin nó mang đến cho chúng ta cái vận hành nó rất là êm ái, và thứ hai là độ cách âm của nó rất là tốt, tức là nó giảm thiểu được tiếng ồn từ dưới lốp vọng lên. Đây, ở bên này cũng vậy thôi. Bên này thì dùng được thêm một thời gian dài nữa các bác mới nghĩ đến chuyện thay lốp. À, hai quả lốp trước thì khá là ok, hai quả lốp sau thì cái độ mòn của nó cũng đã nhìn rõ rệt rồi. Cặp đèn pha của em này rất là đẹp. À, ngoài là đèn pha full led ra, tức là bên trong rất có đến, tức là một bên pha có tới bốn thấu kính này. Đây các bác này, đèn định vị ban ngày cũng có luôn tích hợp ở bên trong này. Đây này, đấy. À, cái này của nó là đèn full led nên cho cái ánh sáng sáng rất nhanh và cái màu ánh sáng rất là đẹp. Đấy, phải ghi nhận luôn, em rất là thích cái mẫu, rất cái mẫu đèn của cái chiếc xe này. Nó còn có một cái chức năng nữa rất là hay, là liếc theo góc lái, chúng ta đánh lái bên nào thì cái đèn nó sẽ liếc sang bên đó. Khá là tuyệt vời. Sau đây thì em sẽ quay vào các cái chi tiết nội thất của xe. Đây, xe còn nguyên tem nguyên mác này, ở kính lái này, kính chắn gió này, còn nguyên một cái tem từ lúc mua mới mà người ta còn chả thèm bóc này. Mùng 8 tháng 3 hay là mùng 3 tháng 8 năm 2018. Đây này các bác đọc xem này, tức là cái con này nó được xuất xưởng vào cái thời điểm cuối năm 2018 hay là đầu năm 2018 gì đó, không biết là mùng 3 tháng 8 hay là mùng 8 tháng 3, ngày của chị em phụ nữ ấy. Keo chỉ zin, kính zin. Con này thì nhiều công nghệ, chính vì thế nên chúng ta mới gọi nó là bầu trời công nghệ. Đây này, cửa hít này, sau 3 năm sử dụng bây giờ nó ra vào vẫn là nhịp nhàng. Đây, tất cả những công nghệ này nó đều được bảo tồn hết, nó không hư hại hay là hỏng bất cứ một cái chức năng nào. Con này thì được trang bị cửa hít này. Đây, bảy bước cụp xòe điện này, mở ra thì xòe ra và đóng vào thì lại tự cụp vào. Đây, em sẽ cho các bác xem. Đấy, à, khi đây em để hờ hờ này, cửa nó sẽ hít vào. Đấy, hít cạch một cái và cái bảy bước nó tự cụp vào luôn. Khá là hay. Ngoài ra, con xe này nó còn có cốp hít nữa. Cốp hít mà có chức năng đá cốp nha các bác nhé. Đá cốp thì đút cái này vào trong túi này hoặc là cài vào bên người. Các bác chỉ cần đá chân vào cái vị trí giữa này. Đấy, nó tự mở ra rồi. Đóng vào thì cũng thế thôi. Vừa xong em ở gần thế nên thành ra là nó kiểu dạng như là nó phải dừng lại ngay, không nó sợ va vào người mình. Rất là thông minh. Ở cái chống trầy cốp này, ni lông từ lúc mới còn chưa bóc này, không gian cốp này, diện tích rộng mênh mông. À, khi chúng ta bê đồ đặt đồ vào xong chúng ta lại đá chân vào đây. Đấy, nó lại sập vào. Thấy không? Vừng hơi mở ra và vừng hơi đóng vào. Khá là hiện đại, khá là đẹp. Nó ra vào rất là nhịp nhàng, rất là êm. Và hơn nữa là nhạy. À, ở bên ngoài ngoại thất của xe thì chúng ta còn thấy một cái chức năng, một cái công nghệ nữa mà nó đập vào mắt. Đấy là camera 360. Tức là con này nó được trang bị camera vòng quanh xe. Đây là cái cam gương của nó đây này. Đấy, vị trí cam ở hai bên gương, ở phía trước và phía sau. Đây, ở cái logo này cũng có một cái camera. Đây này. Đấy, con này thì rất nhiều người thay mặt ca lăng này, độ lên mặt ca lăng của Maserati nhìn cho nó sang chảnh, nó sang xịn mịn. À, bây giờ em sẽ vào nội thất của chiếc xe này để em quay cho các bác xem. Chiếc xe này là 2018, em chưa nhìn đăng ký, không biết là thời điểm đầu năm hay là cuối năm. Thế nhưng mà tất cả những cái công nghệ của nó, tức là nó chưa hỏng bất cứ một cái thứ gì, tức là nó phải bền thì nó mới được bảo toàn đến tận tại thời điểm này. Đây, tức là nó sẽ còn bền và ổn định vào một cái thời gian dài nữa, tức là vài năm về sau nữa. Đây là cái nội thất của xe. Chưa rồi, máy sắp hết pin, không biết có kịp không. À, về chúng ta nhìn nhận và đánh giá thông qua cái nội thất của xe này thì một cái chiếc xe chạy 6 vạn km này, các bác nhìn ra ghế này, mút ghế này, phải khẳng định luôn đây là một cái ưu điểm của cái dòng xe này chứ không phải không. À, trên một số cái mẫu xe của Nhật, của Hàn sau khi chạy 6 vạn thì cái mép ghế này nó bị bẹp, lòng ghế nó bị trùng, da nó bị nhăn. Thế nhưng mà đây, khi tại cái thời điểm mới ra, mọi người cứ chê cái da của cái chiếc xe Zoti Z8 thì mọi người hãy nhìn vào đây thì sẽ thấy là cái da của nó không tồi một tí nào. Cái con xe này nó chạy được 6 vạn 4.000 km rồi.
mút mép ghế nó còn khá là căng, chỉ duy nhất có chỗ này gọi là hơi bẹp, hơi xẹp một tí này. Đấy, có nhiều con ví dụ như xe Nhật, xe Hàn nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 5 vạn km cái mút mép ghế này nó đã xấu hết rồi. Các bác cứ xem những cái chiếc xe của Mazda, cái da của Mazda ấy, thì em thấy là cái da nó nhăn khá là nhanh và cái mút nó bị xẹp cũng rất là nhanh. Đây, về cái lòng ghế này nó không bị nhăn một tí nào. Trên những cái mẫu xe bán tải Corrado nhà em bán ra thì 4-5 vạn nó đã thể hiện, nó đã để lại những cái vết nhăn ở trên cái lòng ghế này rồi. Nhưng mà cái này không hiểu kiểu gì mà cái da này nó bền mà nó đẹp như thế. Mút của nó cũng không bị xẹp. Đấy, ưu điểm mà chúng ta phải nhìn nhận và đánh giá khách quan cho cái chiếc xe này nó là như vậy. Ở hai hàng ghế trước của em này, chỉnh điện. Đây, chỉnh điện các bác nhá. Ghế bên kia cũng là chỉnh điện. Hay hơn nữa, nó có cả nút chỉnh ở phía bên này, để trẻ con ngồi bên này chúng ta có thể chỉnh được cho các bé. Các cái chi tiết nhựa ở bên trong xe thì rất là mới. Đây, nhựa nội thất đây, từ táp bi cửa cho đến táp lô. Em xe này rất là nhiều học và các cái cốp để đồ. Ở bên cánh cửa là một này, thứ hai là phía trước mặt người lái này. Tuyệt vời. Nói chung là loanh quanh trên 400 triệu đồng thì đây cũng là một cái sản phẩm đáng để trải nghiệm các bạn. Màn hình LED này, để em khởi động lên cho các bác xem. Đây, màn hình hiển thị của nó cũng là LED luôn. Bây giờ hiện tại là nó đang báo cái lốp phía sau bên phụ, nó chỉ đích danh ra luôn là bị non hơi. Ở đây là nó báo cái cảm biến áp suất lốp. Còn cái cà lê này là nó nhắc chúng ta chuẩn bị đến cái lịch gọi là thay dầu và bảo dưỡng xe. Nói chung là thay dầu máy các bạn. Đây, chuyển đổi giao diện của xe đây. Rất là hiện đại. Đấy, rất là đẹp mắt. Tại thời điểm năm 2018 thì cái chiếc xe này chỉ duy nhất có cái dòng xe này. Ở cái tầm tiền này thì nó mới có cái gọi là bảng đồng hồ LED, hiển thị LED giống như này. Đây là cái màn hình giải trí trung tâm này. Màn hình nó giống như một cái chiếc iPad đặt ở cái vị trí trung tâm, rất là to và rộng rãi. Chìa khóa thông minh, nút ấn khởi động thì nó là một cái option quá bình thường trên những chiếc xe Trung Quốc. Phanh tay điện tử và auto hold. Cái con này nó có một cái điểm độc đáo nữa khác so với những cái dòng xe khác. Bây giờ mời các bác cùng xem. Em tắt máy thì cái cần số này nó sẽ bị tụt xuống này. Đấy, nó là núm sang số điện tử, nó sẽ thò thụt này. Khi nào chúng ta khởi động thì nó lại thò lên. Đấy, chúng ta vào số này. Đấy, chúng ta chỉ cần xoay, xoay, xoay. Đấy, một cái chức năng cũng khá là hay. Rất là hay ở trên chiếc xe này. Bây giờ giá nó loanh quanh giống như một cái chiếc xe Vios đã qua sử dụng. Đấy, chúng ta lại được trải nghiệm một cái chiếc xe mà nó ngập tràn công nghệ đến như thế này. Nó có cảnh báo trạch làn đường này, cốp điện này, cửa sổ trời toàn cảnh này, rồi bệ bước điện này, cửa hít này, camera 360 này. Đây, em sẽ bật cho các bác xem. Đây là cam 360 của xe này. Đấy, màn hình hiển thị sao nó lại không cho tràn viền, nó không cho full hết ra, mà nó để như này thì đúng là hơi bé. Và trong khi đó cái độ phân giải của các cái mắt cam của nó cũng bình thường, không phải gọi là siêu nét giống như những chiếc xe Beijing X7. Đấy, con này nó có một cái chức năng nữa, tức là trong cái hộp tí tay này của nó có một cái ngăn. Khi chúng ta để sạc vào đây, nó gọi là sạc không dây. Trong quá trình sử dụng, cài cái điện thoại vào đây thì nó đã tự sạc cho điện thoại của bạn rồi. Rất là hay. Cái kiểu cái thiết kế cái yên ngựa này nhìn nó rất là sành điệu, giống như những chiếc xe châu Âu. Nhìn nó rất là sang. Đặt tay đây này, đặt tay đây khá là thoải mái này. Đấy, gương chiếu hậu này là gọi là chống chói này. Đây các bác thấy này, nó có luôn cả một cái nút tắt bật này. Đấy, rất là xịn sò. Con này như là 6 túi khí. Hệ thống an toàn của nó là 6 túi khí. Ngoài tích hợp vô lăng ra, nó còn có lẫy chuyển số ở trên vô lăng. Đây, tích hợp vô lăng bên này và bên này. Thế nhưng ở đây nó còn có cả lẫy chuyển số ở trên vô lăng. Đây này, đấy, sang số bằng tay đây. Còn cái này là cruise control này. Nó là một cái cần bé bé dưới cái cần công tắc gạt, công tắc xi nhan. Đây, nó rất giống những chiếc xe châu Âu, những chiếc xe Đức. Còn đây là cửa sổ trời toàn cảnh của nó. Cái chiếc xe này nó có một cái loại nữa gọi là Z8L, là cái phiên bản 7 chỗ. Còn cái chiếc xe này là cái phiên bản 5 chỗ. Cái thân hình nó giống như những chiếc xe gọi là 5+2. Thế nhưng mà nó chỉ sử dụng cho 5 người. Thì chắc chắn phải khẳng định luôn với các bác là cái chiếc xe này nó rất là rộng rãi cho hàng ghế phía sau. Đây, da ghế của nó không những mới mà còn rất là đẹp này. Đánh giá và nhìn nhận luôn, thông qua một cái chiếc xe chạy 6 vạn km thì cũng phải nói đây là một cái sản phẩm cũng không phải tồi. Nó vừa đẹp, đây này, vừa nhiều công nghệ này. Như này là những cái chi tiết mà gọi là để cấu thành nên cái chiếc xe này. Nó cũng ổn định, nó cũng ok.
Cái con này là cái dàn điều hòa độc lập ở cho hàng ghế phía sau. Đây, nó bật thì nó kích hoạt ở bên trên kia. Thế nhưng ở đằng sau người ta có thể tự chỉnh được cái tốc độ gió này, tự chỉnh được cái nhiệt độ. Đấy, các bác nhìn xem. AC nữa này, auto này, on up này. Đây là lọc ion đây này, khá là thông minh. Đấy, rất là tuyệt vời. Chiếc xe này nó có một cái gọi là cái lót sàn rồi, lót sàn 3D rồi. Về các bác cứ thế mà sử dụng thôi. À, sau đây em quay qua cái khoang động cơ của em xe này và kết thúc cái clip này tại đây. Đấy, em đã có khá nhiều cái clip về cái dòng xe Zoti Z8 này rồi. Các bác có thể lục lại sẽ thấy từ năm 2018, từ khi những cái chiếc xe này bắt đầu về Việt Nam thì nhà em đã kinh doanh rồi. Tức là kinh doanh xe lướt của cái dòng xe này rồi. Bây giờ nhà em tiếp tục đang đi vào cái dòng xe MG kia các bác kìa. Cứ ở đâu có MG là em có mặt ở đó. Đấy, mua coi như mua hết giá thợ, về lại ít em cũng mua, bán để cho các cụ quen mặt. À, cái chiếc xe này thì cái động cơ của nó rất là kín. Đây này, nó có các cái nắp nhựa nó che hết kín ở trong cái khoang động cơ này rồi. Thế nên là bây giờ em sẽ mở cái nắp này ra cho các bác xem. Ây à, cẩn thận không lại đứt tay đấy. Cái này rất dễ đứt tay. Con này là động cơ 2.0 của Mitsubishi. Đây, một chút nữa em sẽ cho các bác xem. Đây, được ra rồi. Này, động cơ nguyên bản từng con ốc này, còn nguyên chấm sơn của nhà máy này. Chấm sơn này, đây, chấm sơn KCS của nhà máy này. Động cơ này là động cơ Mitsubishi này, logo 3 lá mầm này, turbo này. À, một cái chiếc xe xác nặng này, động cơ 2.0 turbo thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ phải loanh quanh từ 10 đến 12 lít. Đấy, nói một cách khách quan mà nhận xét một cách trung thực nhất. Chứ bây giờ bảo là ít xong đến lúc các bác mua về chạy nó lại đến tầm đấy thì mọi người lại trách cho. À, con này có thể là hãng người ta mua cái công nghệ của Mitsubishi hay là mua nguyên cái cỗ máy này đưa sang. Những cái động cơ của Mitsubishi thì các bác cũng phải khẳng định rằng, em với các bác phải khẳng định rằng là về độ bền của nó rất là cao. Bởi vì cái hãng xe này nó đã có sự trải nghiệm tại thị trường Việt Nam từ rất là lâu đời. Những cái chiếc xe Mitsubishi đang lăn bánh ở Việt Nam thì cái động cơ của nó rất là bền bỉ. Đấy. À, nên các bác không phải băn khoăn suy nghĩ gì về động cơ của em xe này nữa. Nó là một cái động cơ của Nhật Bản. Đây, logo rất là rõ ràng. Động cơ hộp số thì bên em cam kết cho các bác là nguyên bản. Zin. Hoạt động hoàn hảo. Đấy. Bác nào mà quan tâm đến cái chiếc xe này thì xin liên hệ cho em Nam theo số điện thoại là 0961266668. Xem xe tại thành phố Thái Nguyên. Zoti Z8 này thì đang được chào bán mức giá là 465 triệu đồng. Xe sản xuất năm 2018. Một cái chiếc xe gọi là bầu trời công nghệ này. Còn cái con xe ZS. Đây, con xe ZS sản xuất năm 2020 đi 1.500.000 km. À, con này là bản Comfort nhập chung, cũng được chào bán đồng giá với chiếc xe Zoti Z8. Các bác đang xem video thì xin cho em một like này, một đăng ký kênh này. Các bác bấm vào hình quả chuông để mỗi khi em lên video thì các bác sẽ nhận được thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip lần sau.